Ok, mọi người đừng Ok. nhầm chữ cái. Như nào là chữ cái? Chữ cái là À, bằng chữ cái. đúng rồi, là nó viết Trời thành ơi trời. từ thì nó gọi là chữ cái. Còn đây là nó nằm ở trong hai cái Phiên dấu âm. tay kép, có nghĩa là nó thuộc À, dạng phiên là thể âm. loại gì rồi? Phiên âm. Phiên âm. Âm, Phiên âm. đúng rồi, thì nó sẽ khác nha. Đó, chứ mình đừng nhầm đọc giờ là chết rồi. Thế rồi, Yeah. See ya. Can you do See it? ya. Yeah. Can Can you you do it? Can you Can do it? đúng rồi, đọc lướt lướt. Can you Can do it? Đây là có một vài cái từ nữa. Nó thì mọi người lòng nghe nhá, nghe thôi. Cái này trong bài hát thì rất là nhiều. Quan này, quan này, quan này. Từ lòng à. Got to. Got it. Got it. Got it. Got it. Chữ O này không phải chữ âm đập lướt thôi. Gotta go. Got it. Got it. He's gotta go to work. Got it. Mình có nghĩa là phải. My name is Hung. Is Hung. Okay. Okay. I'm very excited. I'm very excited. Very. 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 Excited. 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 Ok, thế chị để tay vào ngực này. I. Đúng rồi, I. Đúng rồi, nó đi từ đây ra này và nghe cảm giác là I. Miệng mở to ra rồi đó. Hút cả một đống không khí vào ấy. I. Đúng rồi, đấy. I. Đúng rồi, chị Hải đúng không? Và đang làm văn phòng và thích traveling này, rồi thích học tiếng Anh đúng không? Trong giờ anh để làm việc ở công ty nước ngoài với những các đất nước ngoài đúng không? Đấy, thì cái âm the của chị là chị cũng đọc được nhưng mà nó theo kiểu là lúc được lúc chưa. Đấy, lúc được lúc tại chưa. Tại vì run quá nên là đọc cũng không đúng. Ok, đấy. Cho nên mới bảo là cái mình học nó là một phần thôi. Cái quan trọng nữa đó là mình tự tin, thì để tự tin được thì mình phải làm nào ạ? Phải thực hành nhiều. À, mình cũng đứng trước người khác nhiều mà nói. Đứng trước người khác ấy, nó sẽ có nhiều dạng là đứng trước mặt họ luôn. Cái kiểu thứ hai đó là mình đứng trước camera. Camera. Đấy, mình nói nhiều trước camera thì mình sẽ chả run gì nữa. Cứ tưởng tượng là bên dưới hàng nghìn người đang theo dõi mình, đang xem mình. Và mình